Xin chào buổi tối các bác cô chú anh chị, những người yêu cây và theo dõi kênh của em. Đấy, có vẻ như là không làm cây thì sẽ ốm các bạn. Độ chắc phải nửa tháng nay rồi không có cây mới nào được làm các bạn. Đi quay ở chợ thôi. Thế tôi không có quay cây thì tôi mới phải đi quay thôi. Và tôi đi quay các bác không cảm nhá. Đi là chủ yếu là giải trí thôi các bạn, không vì mục đích gì cả. Cái thứ hai thì là nếu có hỏi được số của ai thì đọc trực tiếp đấy, thì tôi cũng chẳng có thời gian có lưu đâu. Đọc trực tiếp video và có ai, thậm chí có ai hỏi tôi cũng không rõ. Thì các bác chịu khó xem lại video, hoặc là tôi nhớ được cái video nào báo số thì tôi đọc. Đấy, chứ chủ yếu tôi rất vội đi làm và bận rộn, tranh thủ ra chợ chút cho nó vui. Quan trọng là nó là cái văn hóa các bạn, và cái đi chợ. Và nó tất nhiên ở chợ thì nó có nhiều thứ, nó chợ búa mà, nó có những cái tục tĩu, nó có những cái tếu táo đủ các thể loại. Thế nhưng mà nó là văn hóa các bạn, cứ cái gì nhiều, cái gì lâu và thành nếp thì nó là văn hóa các bạn nhé. Và các bác đừng nặng nề là mình có mua được hay không. Nhiều khi các bác rất xa, xem cho vui thôi. Hoặc là nhiều khi các bác không mua được, rất cây cú. Nhưng chính những bác cây cú có khi là chẳng bao giờ mua được cây gì cả. Đấy thì các bác đừng nghĩ tôi làm thuê hay làm gì cho ai, tôi cũng không cần nhiều người phải xem kênh của tôi làm gì cả các bác nhá. Đấy thì hôm nay có lẽ là phải lôi một cây gì đấy ra làm để cho nó khỏi ốm. Nhưng hôm nay chắc bị nắng quá thôi. Lôi cái cây này ra, cái thứ nhất nó là cây hoàn thiện, thứ hai là nó nhiều lá và nó ổn định đất lâu năm rồi. Thì nó không bị cháy trong cái thời tiết này, và thân cốt nó không bị hở lưng. Còn đối với những cây phôi thì các bác, hoặc cây phôi mới trồng, hoặc những cây mới trồng, hoặc những cây ít lá hở lưng này, thì phải che các bác nhé. Không nắng này thì chưa kịp phát hiện ra, chưa kịp che thì đã cháy mất rồi các bác nhé. Rất là nguy hại, cháy là rất xấu, cháy rất khó hồi phục. Đấy, một cây chia sẻ các bác cái cây này thì mới tỉa cắt cách đây ít lâu thôi, chắc độ hơn tháng chứ mấy. Đấy, bây giờ nó đã như này, được phun một cái lượt thuốc muỗi y tế các, thì dẹp riếc nó hết, và cái mùa này nó cũng ít đi rồi, rất xanh mướt. Này tôi lại cắt tỉa cái này các bạn, tôi lại cắt tỉa cái này, cứ hoàn thiện thì lại phải làm liên tục nó mới đẹp quá. Đấy, đấy, cắt tỉa thôi. Bác nhé. Đấy. Từ lúc tôi thực tế tôi đi chợ nhưng mà rất bận các bác, thoát ẩn phát hiện các bạn. Mà các bác nhiều khi gọi điện hỏi tôi cái số riêng, tôi đang đi đường thì thực tế tôi không trả lời được đâu. Cảm quá. Tin lại. Từ lúc thì công việc nó đang đình trệ thì lại bị bực mình, thì các bác thông cảm nhé.
Đúng vậy, đã xong rồi thì cắt tỉa thôi mà, cắt tỉa thôi mà. Đấy, nhắc lại các bác là một cây trực quê dáng rất là hiền hòa, tự nhiên thôi, và thiên nhiên thôi. Cái này thì tôi kế thừa lại thôi, chứ không phải là tôi làm từ bé, cho nên là và dáng nó cũng chỉ giữ nguyên như này thôi, nên nó cũng chắc cũng không có cái dáng gì có thể sáng tạo được hơn. Dưới cái hiểu biết hạn hẹp của tôi là như vậy, có lẽ là như thế này là tôi yêu nhất rồi. Đấy, cây xanh quê cắt tỉa. Đối với những cây như này các bác nhé, nhắc lại là cái mùa này mùa rất nắng thì cây bốc rất nhanh, tức là phát triển rất nhanh, rất mạnh, hút dinh dưỡng, thời tiết ẩm và là có mưa. Đấy, nắng, có nắng, có mưa, có gió và thời tiết ấm, thậm chí là nóng thì cây rất phát triển, nhưng mà ngược lại là rất dễ bị hỏng, bị cháy. Thì nó bị cháy là khi nào? Khi cây chúng ta mới trồng là thứ nhất này, là có thể dẫn đến việc chết cái cây các bác nhé. Thứ hai là cây phôi không có lá, chọc lóc là dễ bị cháy. Thứ ba là cây hoàn thiện nhưng mà bị hở lưng, những cái lưng nó gồ lên hoặc những cái phần mà gồ lên, nắng nó chiếu vào, cái tiết diện nó lớn thì nó dễ bị cháy. Còn những cây có lá như này, như cái tán như cái ô này thì không đáng ngại, không vấn đề gì cả. Đấy, và hơn nữa là nó lại ổn định chậu lâu năm rồi. Đấy, thì các bác buộc lòng các bác phải che thôi, và nhất là nếu mà trồng trên mái thì rất là khắc nghiệt, nắng gió và khô như thiêu như đốt, thì buộc phải che và để cách mặt đất ra các bác nhé. Cố gắng mỗi cây có một cái máng nước như này tốt. Đấy, các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào những video mới tiếp theo. Ngày mai là ngày có phiên chợ Vạn Phúc các bác nhé. Bác nào ra được thì sáng mai có thể là chúng ta sẽ gặp nhau, nếu như công việc của tôi không bận các bác nhé. Rồi, chúc các bác ngủ ngon.